Sức khỏe và cái đường mình không phải đi cây, cái đường mình phải đi chay. Thì mình thường dạ là mình có cái trời miên da mà mình dễ giao cây giống như các bạn. À, nhưng mà cái sạch chơi. Chứ vậy mình cũng là tử sĩ nữa. Chứ chị Hiền ông, chúng ta sử dụng tay đại. Chào mừng các bạn tới kênh An Khang Hương. Các bạn thì hôm nay nhà mình bây giờ ba mình với mình á, với mình với chị mình nó đằng sau là các bạn sẽ đi tới nhà của chú Vũ và dạ cũng như một người Việt Nam nha các bạn. Và chú Vũ á, cũng ở nhà. Và nhà của chú Vũ á, thì cũng ở gần trường mới của mình đó các bạn. Và thứ hai thì mình sẽ đi học tại trường cũ. Và hôm nay thì thứ bảy kia đó các bạn. À các bạn ơi, nhà chú Vũ á là cái nhà từng đó, nhà từng giống nhà của mình đó các bạn. Nhưng mà đấy rồi luôn các bạn, và hôm nay về âm 3 độ nha các bạn. Và hôm nay thì cũng có tuyết rơi, nhưng mà từ sáng thì chưa có tuyết rơi, tới bây giờ mới có tuyết rơi nha các bạn. Chị mình với mình thì được kéo, tại vì á hôm nay thì người ta được, thì hôm nay xe buýt không có chạy á các bạn, nên á mình với chị mình phải được phải đi bộ. Nhưng mà nhưng mà bạn được ba mình kéo nữa nha các bạn. Mình rất là thích đi qua nhà người lạ, mình rất là, nếu mà mình mà được ở bên đó là mình ở luôn đó nha các bạn. Mình có thể ở bên nhà người lạ khoảng một tuần hoặc một tháng các bạn. Tại vì ở Việt Nam chị mình với mình có gần đã ở bên nhà gì của chị mình với mình một à các bạn một, nhưng mà các bạn dâu chị có thể, các bạn chỉ có thể được ở bên nhà người giờ như là bạn rất là thân, hoặc là người giờ gì, hoặc là cậu, hoặc là nói chung là người thân thôi, hoặc là bạn thân ơi là thân luôn chỉ được ở vậy thôi, chứ không có được ở giống kiểu như là muốn ở nhà nào là ở. Và gần nhà mình cũng có một cái chị cũng là người Việt, và đó tên là chị Loan nha các bạn. Nhưng mà hơi khó đọc thì tại đúng rồi L. Em trai mình bị ngọng, em trai mình không có đọc được cái L. Dạ nè em đọc được mà. Loan các bạn. Và tại mẹ mình thì về Việt Nam rồi, nên á mình với chị mình với ba mình á chỉ có ở đi thôi, tại vì mẹ mình chưa đi được. Mẹ mình Việt Nam với em mình, và mẹ mình ở Việt Nam tận 28 ngày giận, nhưng mà đã qua rồi nên chỉ còn mấy ngày ta, à các bạn 25 ngày thôi nha các bạn. Tổng cộng là 4 tuần, đây là tuần đầu, từ tính từ tuần này là hết tuần này, là hết tuần này hết một tuần này. Em cầm xa ra gì nè cho các bạn thấy. Các bạn mình đi về ở bên đây ở khu nhà của mình đi các bạn. Hay quá. Có quay không? À hay quá trời. Ok. Ngon ba ngon 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 ngon. Các bạn ngon. Các bạn giờ thì bắt đầu đi gần tới rồi nha. Đây ở phía đằng trước đó là ở đằng trước thì đường phải quẹo, mình đi đường tắt cho nhanh. À nhưng mà mình phải đi đường tắt giống kiểu như là đi đường tắt không phải là có cây. Mình á thì đi học sẽ phải leo cây, còn thường á nếu mà đi xe gì nè thì mình sẽ đi bằng cách khác. Giờ các bạn đợi nha. Các bạn và có đường mình không phải đi cây, cái đường mình phải đi cây. Và mình chỉ thích đi cây thôi. Mình có cái trò ninja nên mình dễ leo cây giống như các bạn. À nhưng mà cái trò chơi thôi. Mình cũng là tử sĩ nữa. Mình thì quen leo cây. Thành vũ tập ở trên trường đó là mình leo cây rồi đó. À ở trên trường đúng rồi đó. Mình có giờ em còn leo tới đỉnh cây nữa, mà chịu bằng một cái cây vuông này ghê không. Và bằng một cái cây này mà con còn leo được á ba. Tại ở trên trường con được có tụ tập với em, con còn là tử sĩ nữa. Lên trường, bữa nào lên trường á, mình sẽ cho em trai mình xem cái cây mà mình thuộc. Giờ đi tiếp thôi. Ở đằng trước cái đường này nè, đó các bạn thấy không,
Đi đó, đi đó. Vui luôn hay là vui luôn đó các bạn. Các bạn nghe lục cục ở dưới đó không? Là chỉ có cái cục đá lại đó. Cái cục tao chạy đá đó. Nghe con cầm cái ái kia. Ở dưới này mấy cái đá này các bạn. Cái chỗ mà tại người ta dở. Nhưng mà các bạn em hay không có được làm chậm xe. Hay là mái đặt đi. Nói gì mà con. Hai bãi luôn. Vui. Chứ chị Huyền ông chúng ta thấy người ta đặt. Các bạn thì mình đã đi qua. Hình như giờ một cái chỗ đi qua đường và đây là chỗ tiếp theo mình các bạn. Đây. Bạn mắt cũng đang đi vô rồi. Quay ngược lại đi khác. Quay ngược lại đi. Nói chuyện với các bạn đấy. Các bạn thì với chị mình thì hết chơi với này nè các bạn. Thầy đứa cũng phải đi chậm vô chị. Cầm. Đây là nhà chơi. Nghiêng vô á, con nghiêng vô thì nó mới đi ra. Hả? Con nghiêng vô thì nó mới đi ra. Nghiêng vô. Nghiêng vô thì nó đi ra. Các bạn thì bây giờ ba mình đang giận kéo mình xuống dốc. Nhưng các bạn, ba mình đang chơi tàu giữa. Mất kiểm soát. Mất kiểm soát thì cái này nó sẽ được hạ xuống nha các bạn. Là cái ổn. Ôi sao không đâu nó bị đâm đá. Thôi đưa máy cho bà cầm cho. Ăn giết lắm thì các bạn. Tiết giờ đó, di đất giờ đó. Cái ngon giờ. Ông biết mà có dài đâu. Các bạn bây giờ mình sẽ đi qua cái hầm để đi qua dội nha các bạn. Đây một cái hầm. Đây cái hầm nhờ các bạn. Mà mình cũng sợ các bạn khi đi trong hầm nha các bạn. Tại vì nó ồn lắm nha các bạn. Nên mình cũng không có đi trong hầm chơi giống. Gì vậy? Ở trong hầm nó không có tuyết nên xe chạy hơi ồn nha các bạn. Nhưng mà gió quá các bạn ơi, tuyết không nha.
vô. Ừ. Không, đi lên rồi phải. Ừ, phải lên nào. Nhanh này. Em biết con bị. Con là con không có biết phải trái là bên nào đâu. Trái thì phải đây. Cái này cũng gì? Phải. Vậy rồi, như vậy thôi. Đi lên. Rồi, quẹo nè, có đá ấn không? Chưa. Có chỗ quẹo chưa? Chưa. Đó, ở bên đó đó. Đúng rồi, ở căn ngoài góc á. Đi. Đi qua hướng này nè con. Đi qua hướng này nè. Đó. Căn có căn tầng 1 ở ngoài góc á. Rồi con. Đúng rồi, bấm chuông số 2 á con. Không, số 2 ở trên đó. Bên hông á, bên hông cái số 2 có dấu chấm á. Ừ. Rồi. Chưa, đợi ở trên nha. Rồi mở cửa. Khoan, hai đứa con ra đây phủi tiết nè. Phủi tiết con đâu dài. Đi lên phủi tiết cho đâu dài. Cảm ơn các bạn đã xem video.